Sao con gái nhiều đồ quá vậy ta? Thử xa miếng coi son của nó ra như thế nào. Mọi người thấy quyến rũ không? Anh Đức là một võ sư chuyên nghiệp. Anh ấy có thể sử dụng rất là nhiều loại binh khí như thương và đao. Đặc biệt anh ấy có nội công rất là thâm hậu luôn. Anh ấy có thể một mình đánh với 10 người, nhưng với điều kiện 10 người đó phải nhỏ hơn 7 tuổi. Ngoài võ thuật ra, anh ấy còn có khí công nữa. Ngoài võ thuật ra, anh ấy còn có tuyệt chiêu nữa, chính là khí công truyền điện. Một mình anh ấy có thể đẩy được hơn 100 người. Đèo tin. Ta chính là thiên hạ vô địch. Bỗng một ngày nọ, anh Đức lấy vợ. Ta chính là thiên hạ vô địch. Tiếp chiêu. Kể từ đó, anh Đức từ võ sư chuyển thành nhà sư. Bần tăng là phương trượng của Thiếu Lâm Tự Pháp Hiệu Mộng Di. Thí chủ tới đây tìm ta có việc gì không? À, tính hỏi phương trượng có rảnh không hả? Tất nhiên là đang bận rồi, không thấy đây còn tin nè. Ủa vậy hả? Ta đang sống qua ngày chờ qua đời. Ồ, cái chuỗi đẹp quá hả? Phương trượng rảnh đó, phương trượng tăng cái kho dịp bê nha. Cảm ơn. Hả? Cái con súc sanh này. Ủa, lúc đầu ta mới thấy ông đây mà trời, kỳ vậy. Ui, mới nghe thấy này luôn á. Ủa, cái chổi, cái kỳ, đồ giết của ông nè. Giống đi đâu ta? Giống suy nghĩ của ta. Kỳ lắm luôn á nha. Ủa, sao mất cái kỳ rồi? Từ ngày cái bà bê này bà xuất hiện á, tai mắt bà ở khắp nơi, bởi vì làm cái gì cũng phải lén lút hết trơn á. Anh em biết sao không? Cái bà bê này bà áp bức tôi lắm luôn. Từ chuyện ăn, chuyện uống cho tới cái chuyện tu tập của tôi, bà cũng dính líu vô cho được nữa. Nghĩ mà thôi mà tức thiệt. Bởi vì hôm nay tôi phải tìm quá. Tôi lại tìm tất cả thù quả mới được. Mọi người hãy chờ đón xem nhé. Mà trời chưa nắng như vậy á mà đứng tạch tư lịch đã đi. Cuối cùng thì cơ hội cũng đã tới, anh đợi từ sáng tới giờ. Oh no. Cuối cùng thì ông trời cũng giúp cho bần đạo á. Ủa? Sao con gái nhiều đồ quá vậy ta? Ôi, công nhận chị em phụ nữ đồ gì thiệt. Cái này là cái gì đây ta? Mấy cái này là cái gì vậy ta? Mùi sao giống như là cánh gián vậy? Hả? What? Ủa? Oh no. Heh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 
Hả? Ủa son gì mới mở ra vậy thất bại rồi. Mình phải chúc mừng cho bà V mới được, vẽ trái tim cho bà V rồi. Nhưng mà thường trái tim nó sẽ đi theo mũi tên nữa, theo cái mũi tên đó, mũi tên phải xuyên thủng qua trái tim, như vậy nó mới có ý nghĩa được. Ủa còn cái này là cái gì ta? What? À tôi biết rồi, cái cây này chắc đi quay lô tai. Thử xa miếng coi son của nó ra như thế nào. Mọi người thấy quyến rũ không? Bà V vậy? Đi chạy. Trời ơi, công nhận trà sữa hôm nay ngon ghê luôn mọi người. Bây giờ bà V giúp phòng nè. Cái gì đó? Ai phá phòng của tôi đây? Trời ơi, mũi tên xuyên tim. Ai dám xuyên tim tôi? Ôi, cái sao mà yêu thích nhất. Trời ơi, túi sách của tôi chết đi rồi. Mà ai lại dám phá phòng mình ta? Không ai dám đâu. Phải điều tra thôi mọi người, để vi xem coi. Khăn giấy. Hả? Cây quạt này chắc chắn chỉ có đúng một người sở hữu hết thôi. Vì biết là ai rồi đó, mọi người cũng biết là ai đúng không? Cái ông nội đất này, sao dám phá phòng đây chứ? Vật quá rồi, mọi người ơi, giờ sao đây? Biết bao nhiêu đồ bị sưu tập giờ tan hoang hết trơn rồi. Dạ, tắm mát chưa? Dễ thương quá con Na kìa. Hả? Ây da, mọi người thấy không? Hôm bữa tôi cho bà V có chút xíu thôi, tôi nghĩ là vui, bà không có giận tôi. Ai ngờ cả tuần lễ nay bà không thèm nói chuyện với tôi. Bà gặp tôi ở đâu là bà cách xa ở đó. Mọi người thấy không, như vậy sao mà tôi chịu được? Bây giờ phải nghĩ cách gì đó để tôi chuộc lỗi lại mới được. Yeah. À, tôi có cách rồi. Hả? Trời ơi, V ơi, trời làm gì gọi đây một mình vậy? Đang ngủ. Ủa, ngủ ngồi luôn? Chưa sao? Thôi mà, đừng có giận anh nữa mà. Lâu rồi rồi mà còn giận nữa. Ủa chứ anh phải hết đồ của em rồi, giờ đồ đó em xài. Ờ ha, anh có đồ khác hết đền cho em nè. Ta-da-da, anh đây nè. Quà hả? Đúng rồi. Chuột lỗi cái gì? Để mở ra thử coi sao. Bảo đảm bà V sẽ thích cho coi. Yeah. Gì đây? Wow. Ngon liền, ngon liền. Cái giỏ sách hả? Chứ sao? À, còn này lấy gì ta? Trời ơi, thì hôm bữa cái mỹ phẩm hư thì bây giờ anh mua lại mỹ phẩm. Mỹ phẩm nhiều vậy? Ui, kem dưỡng ban ngày. Trời ơi, hàng xịn đó nha. Ui, của L'Oreal luôn. Kem dưỡng ban đêm. Kem chống nắng. Ngon liền. Sao nữa, nước tẩy trang. Vậy mới gọi là chuột lỗi chứ. Yeah. Ủa mà cái này bữa em tính mua luôn á, sao anh biết em thích mấy này vậy? Trời ơi, anh hiểu tâm sinh lý. Ôi, anh hiểu tâm lý phụ nữ lắm mà. Nhưng mà cái này mắc tiệm luôn, bữa em thấy 1 triệu mấy, gần 2 triệu lần, sao anh mua được vậy ta? Trời ơi, anh mua giá rẻ hơn nhiều. Em không biết hả, sắp bị đang diễn ra cái chương trình đó gọi là đặt chặt chặt giá. Ừ, chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ, 0 giờ và 12 giờ, mỗi ngày từ ngày 1/8 đến ngày 7/8. Yeah. Mỗi khung giờ sẽ bán ra 5 sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng khác nhau. Em sẽ được mua nửa giá so với giá đang bán trên Shopee luôn. Ủa, vậy là cái này anh mua cái nửa giá hả? Ừ, rất là rẻ luôn nha mọi người. Bây giờ bạn nào mà nhanh tay đặt gặp kịp á sẽ nhận được cái thông báo tặng voucher giảm 50% đối với sản phẩm đó vào ngày 8/8. Ừ, ngon liền. Ui, em nhớ rồi, hình như á là hả, Shopee hiện đang có cái chương trình đó là hẹn giờ sang deal nữa. À, sao biết hay vậy? Tất nhiên rồi, tại vì em nhớ là vào 0 giờ mỗi ngày á thì Shopee á sẽ hả có list những cái sản phẩm bán ra với giá siêu tốt luôn. Mà hả, nếu mà bạn nào mà nhanh tay á bấm chữ hẹn giờ
giờ thì đúng ngày 8 tháng 8 hệ thống sẽ tự gửi thông báo đến cho mấy bạn liền. Ủa hay quá ta, đúng ngày là sẽ gửi luôn á. Đúng rồi, đúng ngày gửi thông báo, sao mấy bạn mua đúng khung giờ mà có lát sale thì sản phẩm sẽ xuất hiện. Trời ơi, ê, mình lên trên đó mình coi còn cái gì vậy, kẻ kẻ mua em. Ừ đúng rồi, có gì mà nói ơi. Ý thì bây giờ em phải review thử mấy cái đồ anh mua cho em nè. Ừ, thấy ghê chưa. Wow, trời ơi, cái này anh mua cái nửa giá hả anh? Đỉnh hèn, trời ơi, đúng đã luôn. Thôi bây giờ bà V sẽ thử khui ra cho mọi người xem Đức tặng bà V gì nha. Đây là kem dưỡng da, kem dưỡng đêm nha mọi người, đó thấy ghê chưa, kem dưỡng đêm của L'Oreal. Ôi đúng rồi, chứ sao ban đêm cũng cần phải dưỡng chứ bộ. Xịn liền anh ơi. Trời ơi cái hũ bự vậy anh. Bự á, xài nó mới được lâu em. Đúng rồi, nặng lắm luôn á, cái này chắc xài 3-4 tháng chưa hết luôn á mọi người. Thơm á ha. Đây là kem ban đêm nè, còn đây là hình như hồi nãy cái hũ kem ban ngày của em đâu. Đây nè bà V phải dưỡng ban ngày ban đêm luôn da mới đẹp được. Đúng là con gái suốt ngày cứ dưỡng. Giờ sao, có ai dưỡng không? Đây là kem dưỡng ban ngày của bà V nè mọi người, đó thấy ghê chưa. Ủa hai hũ y chang nhau sao phân biệt ta. Ở đây người ta cứ ghi là ban ngày nó trắng, ban đêm nó đen. Hai màu khác nhau vậy mà không lẽ phân biệt được thì thôi tôi thua bà luôn. Còn đây là mặt nạ. Ủa mặt nạ tối nhất cho da đẹp á anh. Nạ nhìn xịn quá ha. Đúng rồi, cái này xin chút serum luôn. Ủa serum giống như là serum bỏ miệng nhai. Cái này là kem chống nắng nè, có gì bữa nào mà em anh ra đi biển. Đi biển em xích lên nạ. Mấy cái sản phẩm này là anh mua thôi, nhưng mà cái vỏ này là được tặng kèm đó nha. Ủa là được tặng hết luôn. Ừ, cái vỏ tặng rất là đẹp luôn, hàng chính hãng đó nha. Trời ơi, có cái vỏ này mà về lấy đi chợ là hết bài luôn. Nghĩ sai mà nói, ta lấy đi chơi má ơi, đi chợ. À, đi uống trà sữa. Trà đẹp nghe mà nói. Đây nè, trời ơi, cái vỏ hả của L'Oreal. Hay, tính ra thì anh cũng biết điều đó chứ. Mua đồ đền cho em. Chứ sao mình phá thì cái gì mình phải đền cái đó mới là đúng đạo nghĩa chứ không là mệt á. Ê, vậy giờ hả em đúng tạ tui nha. Còn cái đống đồ này nè, có gì anh dọn lên bàn trang điểm giúp em nha. Cho đi vô. Thôi em đi uống với bạn rồi. Thôi anh nói nhẹ đi nha. Em uống trà tư tí em về liền. Ê xí, nhớ dọn đồ lên bàn trang điểm gọn gàng cho tui nha. Ê tính làm gì đó. Trời ơi, đang dọn đồ nè, có gì làm gì đâu. À ngoan nha anh, để xíu về em mua tạ tư cho uống ha. Bây giờ bà về đi với mọi người.